Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho tất cả các bạn một con web đào Bitcoin hoàn toàn là miễn phí. Thì ở cái con web này mình đã rút được của nó là 5 đô rồi, cho thấy đây là một con web rất là uy tín và hoàn toàn là miễn phí nhá. Thì tí nữa cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn cũng như cách chơi và cách đăng ký của con web này. Thì trước khi vào video mình cũng có quay một cái event để tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất. Thì xem video đợt trước của mình có bao nhiêu comment đây. Thì video đợt trước của mình có 50 comment. Bạn nào mà muốn tham gia event của mình ấy, các bạn nhớ để lại cho mình này số like kèm theo số điện thoại, nhà mạng, Viettel, Villa, Momo cho mình. Xem bạn nào ở đây. Xin chúc mừng bạn Hiếu Nguyễn này, like số 72, số điện thoại là Momo. Thì sau cái video này mình sẽ gửi một phần quà qua Momo cho bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì vào chủ đề chính của ngày hôm nay ấy, đây là một con web đảo Bitcoin hoàn toàn là miễn phí và rất là uy tín. Và mình đã rút được của nó là 5 đô rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái lịch sử mà mình đã rút tiền ở đây này. Thì mình đã làm một cái lệnh rút ngày mùng 5 tháng 5 này. Mình đã rút của nó là 5 đô và nó báo là đang xử lý. Và sau đó hơn 1 tiếng là tiền nó đã về ví của mình rồi. Ở đây thì mình quy Bitcoin ra USD ở ví Forget Money và mình đã rút về ví Forget Money của mình. Ở đây thì các bạn có thể rút về ví Bitcoin của các bạn đều được nhá. Thì tí nữa mình sẽ vào hướng dẫn và cho các bạn để các bạn có thể rút tiền. Và tiền nó đã xử lý thành công và nó đã cộng vào ví Forget Money của mình rồi. Tí nữa mình sẽ đăng nhập vào cái con web và mình sẽ cho các bạn xem cái lịch sử rút tiền của mình. Rồi mình sẽ quay ra và vào trang web. Thì tí nữa cái đường link của cái con web này mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Mà nào mà chơi thì các bạn sẽ ấn vào đường link và làm theo như mình hướng dẫn. Bây giờ mình sẽ ấn vào đường link, sau đó mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà muốn tham gia ở cái con web này. Nhớ nhá, ở đây thì hoàn toàn là miễn phí và các bạn cũng có thể đầu tư được. Đấy, nhưng mà ở đây thì mình khuyên các bạn là các bạn nên chơi miễn phí trước. Khi mà các bạn cảm thấy ok thì các bạn có thể đầu tư 1-2 đô để các bạn có thể là đào nhanh hơn. Đấy là cái chia sẻ của mình. Rồi khi các bạn ấn vào đường link thì nó sẽ hiện lên một cái phần. Ở đây thì sẽ có một cái phần đó là sign in và write. Cái phần này, phần write này là cái phần để các bạn có thể đăng ký này. Các bạn sẽ ấn phần write ở đây cho mình. Cái phần đăng ký này thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhập cho mình họ và tên của các bạn. Sau đó đến cái phần gmail này, rồi đến cái phần password, rồi nhập lại cho mình một lần nữa cái mật khẩu của các bạn là được. Sau đó các bạn ấn phần ô vuông ở đây để xác nhận tôi không phải là người máy ở đây cho mình. Rồi các bạn sẽ ấn phần registration này để các bạn có thể đăng ký thành công cái tài khoản ở trong cái con web đào coin này nhá. Sau khi đăng ký thành công nó sẽ gửi một cái tin nhắn về Gmail để các bạn có thể verify xong các bạn sẽ đăng nhập vào. Thì ở đây thì mình đã verify thành công rồi và bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cái con web ở đây này. Mình sẽ ấn phần sign in, ở đây thì mình đã có tài khoản sẵn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình nhá. Rồi mình sẽ xác nhận tôi không phải là người máy. Rồi mình sẽ ấn phần login ở đây. Rất là đơn giản thôi, cái câu đăng ký hầu như là bạn nào cũng có thể làm được. Mình sẽ nói qua như vậy. Thì bạn nào mà không đăng ký được thì các bạn có thể kết bạn qua Zalo. Mình sẽ hỗ trợ nhá. Mình sẽ hỗ trợ các bạn ở cách đăng ký. Sau khi các bạn đăng nhập thành công thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Ở đây thì muốn đào được cái đồng Bitcoin. Ở đây ngoài cái đồng Bitcoin ra thì các bạn còn có thể đào được rất là nhiều đồng khác nhá. Đây ví dụ mình sẽ vuốt xuống này. Hiện tại thì mình đang chọn là SCRPT ở đây nhá. Cái phần đầu tiên này SCRPT nhá. Thì cái phần này thì các bạn có thể đào được cái đồng là LTC ở đây này. LTC này, cái đồng này là đồng Stella này. Dego này, Dego hiện tại lên 14.000 rồi. Các bạn cũng có thể đào cái đồng Dego này cho mình này. Zcash, ở đây thì các bạn có thể đào được là 4 đồng ở đây. Ví dụ các bạn muốn đào đồng Dego chẳng hạn, các bạn sẽ kéo cho mình cái thanh này lên này. Kéo cho mình cái thanh này, cái thanh mình di chuyển đây này. Kéo lên mức cao nhất là 100% này. Và các bạn sẽ chờ nó để nó báo là, đấy nó sẽ hiện lên phần tích về ở đây này. Và nó sẽ đang đào cho các bạn nhá. Thì hiện tại ở cái con web này mình đang đào Bitcoin. Nên là cái chỉ số ở đây nó sẽ không chạy nhá. Rồi mình sẽ tắt nó đi. Hiện tại mình đang đào Bitcoin. Và nhiều bạn hỏi là Bitcoin ở đâu sao em không thấy nhá. Các bạn sẽ kéo lên phần bên trên này cho mình này. Vừa nãy là mình đã hướng dẫn các bạn là ở phần ECRPT. Bây giờ các bạn muốn đào cái đồng Bitcoin, các bạn sẽ ấn ở phần SHA256 này cho mình này. Đấy, cái phần SHA256 này nó mới có Bitcoin. Rồi các bạn sẽ vuốt xuống đây. Thì hiện tại mình đang đào cái đồng Bitcoin chạy 100%. Và cái tổng số mình đào được, đấy, các bạn có thấy không? Nó rơi vào tầm
9 bao nhiêu Satoshi đây, rất là dài, các bạn có thể để ý này, nó đang đào và cái chỉ số Satoshi Bitcoin của mình vẫn đang tăng đều đều này. Đấy, rất là ok chưa? Ở đây thì các bạn có thể đào được cái đồng Bitcoin Cash này, đồng Dash này, đấy, Tron này, đấy, 4 đồng. Cứ mỗi một phần các bạn có thể đào được đủ 4 đồng nhá. Rồi cái phần Bitcoin này mình sẽ bỏ qua một chút. Bạn nào mà muốn đào đồng ETH thì nó sẽ có cái phần ETH ASH ở đây này. Các bạn sẽ chọn xuống ở bên dưới này cho mình. Rồi các bạn sẽ kéo lên. Ở đây thì sẽ có hai đồng ETH và đồng Ripple. Đấy, các bạn muốn đào đồng nào thì các bạn sẽ kéo cái thanh này cho mình này. Đấy, cái thanh này rất là đơn giản thôi. Rồi mình sẽ quay sang cái phần này. Phần SHA256 ở đây mình sẽ nói rõ cho các bạn nhé. Thì hiện tại mình đang đào cái đồng Bitcoin này và cái tổng số mình đang nhận được ở đây. Bây giờ mình sẽ quy đổi nó sang USD nhé. Quy đổi, để quy đổi nó như thế nào thì các bạn chỉ cần ấn vào phần Exchange này, Exchange to USD này. Hầu như là nó đều quy đổi ra USD để các bạn có thể rút rút USD về ví nó dễ dàng hơn nhé. Rồi mình sẽ ấn vào phần Exchange to USD đấy. Rồi nó sẽ hiện lên một cái phần, đó là phần đồng ý này nhá. Sau khi quy đổi xong ấy thì mình sẽ quay trở lại. Đấy, nó sẽ sang ở đây. Các bạn sẽ ấn vào phần dấu ba gạch ở đây cho mình, các bạn nhớ vuốt cho mình lên này. Rồi các bạn ấn vào phần dấu ba gạch ở đây cho mình này. Để các bạn có thể là mua cái tốc độ đào của các bạn nó sẽ nhanh hơn. Ở đây thì các bạn có thể ấn vào phần có cái giỏ quà này. Product Chan Mering này. Đấy, mình thì mình không giỏi tiếng Anh lắm. Rồi mình sẽ ấn vào đây. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống cho mình xem tổng số USD của mình đang có là bao nhiêu. Ở đây vừa nãy mình quy đổi ra thì mình sẽ nhận được USD ở đây là 0,5 USD nhá. Có rất là nhiều bạn có hỏi mình là xem cái phần hiện tại mình đang có là bao nhiêu USD. Thì các bạn sẽ ấn vào phần đây, giỏ ba gạch này. Sau đó ấn vào phần có cái giỏ quà ở đây cho mình này. Đấy, thì nó sẽ hiện lên cái phần USD, các bạn vuốt xuống bên dưới này cho mình. Hiện tại mình đang có là 0,5 USD và ở đây đủ 5 đô thì các bạn có thể rút về cái ví Forget Money của bạn nha. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn. Ở đây thì có bạn nào mà muốn quy đổi cái USD này sang cái tốc độ đảo của các bạn, ví dụ hiện tại mình đang có là 0,5 đô, mình sẽ chọn là 0,5 đô để mình quy đổi này. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo xuống thì 0,5 đô của mình sẽ nhận được là 20 GHZ. Cái này là nó sẽ là nâng cấp tốc độ đào của các bạn, nó sẽ nhanh hơn nhá. Ở đây thì các bạn, nếu mà bạn nào mà không đầu tư, các bạn cứ cho nó đào một ngày, sau đó các bạn sẽ vào nhận USD rồi các bạn lại vào đây quy đổi. Các bạn chỉ cần quy đổi như vậy để các bạn có thể tái đầu tư đi, tái đầu tư lại ấy. Sau này mà các bạn cái tốc độ đào của các bạn mà nhanh hơn ấy thì các bạn càng kiếm được nhiều USD hơn. Nếu mà bạn nào mà muốn cái tốc độ đào của các bạn nhanh nhanh luôn ấy thì các bạn có thể đầu tư. Tí thì mình sẽ nói qua cái phần đầu tư. Rồi mình sẽ ấn phần đây, phần màu xanh này. Đấy, để mình sẽ quy đổi ra thành 20 cái tốc độ đào 20 GHZ nhá. Rồi vậy là mình đã quy đổi thành công này. Và cái tổng số tiền của mình đã bị trừ 0,5 ở đây. Ở đây thì nếu mà bạn nào mà muốn mua cái tốc độ đào nó nhanh hơn thì các bạn có thể ấn vào phần bán xe này, bán xe ở trên này nhá, để các bạn có thể là đầu tư. Ở trên này thì các bạn cũng có thể rút được tiền, cũng có thể là nạp được tiền. Các bạn có thể kéo xuống phần bên dưới này cho mình. Ở dưới này nó sẽ có phần deposit này. Đấy, deposit ở đây để các bạn có thể đầu tư. Ví dụ các bạn muốn nạp ở đây là 1 đô, 2 đô đều được nhá. Min nạp thấp nhất của nó là 1 đô. Rồi các bạn ấn vào phần deposit này. Các bạn sẽ chọn cho mình cái số tiền cần nạp ở đây. Ví dụ các bạn nạp ở đây là 1 đô. Ở đây thì nó sẽ thanh toán qua rất là nhiều cổng. Ví dụ như bạn mà muốn nạp qua cổng Forget Money này, LTC này, Dego này, Bitcoin này, đấy, Tron ETH thì các bạn chọn cổng nào các bạn nạp cổng đấy. Ví dụ mình làm là cổng Forget Money thì mình sẽ chọn là Forget Money. Bạn nào chọn Bitcoin thì các bạn sẽ chọn Bitcoin nhá. Ví dụ là Forget Money chẳng hạn. Đấy, sau đó các bạn ở phần deposit ở đây cho mình. Nó sẽ chuyển đến một cái giao diện để giúp các bạn có thể đăng nhập cái tài khoản ví Forget Money của các bạn vào thôi. Hầu như là bạn nào cũng có thể làm được. Rồi các bạn sẽ roam nó ra này. Nó giống như là nạp vào AI ấy. Mà min của nó chỉ có 1 đô thôi. Rồi sau đó các bạn sẽ nhập cho mình cái địa chỉ ID của ví Forget Money cũng như là mật khẩu ví Forget Money của các bạn. Sau đó nhập cho mình cái captcha ở đây. Rồi ấn vào phần xem trước thanh toán là các bạn có thể là nạp được vào đây nhá. Sau khi mà nạp xong rồi ấy, thì các bạn sẽ nhận được cái số tiền ở trong cái web này. Đấy, đây mình sẽ quay sang này. Sau khi mà nạp xong rồi các bạn sẽ nhận được cái số tiền ở đây.
và các bạn sẽ mua tốc độ down. Đây các bạn sẽ nhận được cái USD của các bạn. Ví dụ các bạn làm 1 đô thì các bạn sẽ nhận được 1 đô ở đây. Rồi các bạn sẽ ghi ra đây 1 đô nó sẽ ra cái tốc độ đào của các bạn là 40 chẳng hạn. Sau đó các bạn sẽ ấn vào phần màu xanh này để các bạn có thể quy đổi nhá. Thì đấy là cái phần nạp tiền thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rồi. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể đi mời bạn bè. Ở đây thì mình cũng có thể là giúp các bạn có thể là rút tiền. Lại ấn vào phần bán xe chip. Ở đây thì các bạn sẽ ấn phần Worday này cho mình này. Cái phần Worday này thì các bạn có thể là quy đổi ra USD for cash money rồi các bạn có thể rút. Ngoài ra thì các bạn có thể rút những cái đồng ví dụ Bitcoin này, Dego này, Zcash này đều được nhá. Thì mình quy đổi ra USD của Forget Money thì mình sẽ rút về ví Forget Money. Ở đây min rút của nó là 5 đô, các bạn sẽ nhập cho mình là 5 đô ở đây này. Phần wallet Worday này thì các bạn sẽ nhập cho mình cái địa chỉ ví Forget Money của các bạn và ví dụ như là U bao nhiêu chẳng hạn. Đó, sau đó các bạn sẽ ở phần Worday đây. Và tiền nó sẽ xử lý trong vòng là 24 giờ nhưng mà chưa đến 24 giờ là tiền nó đã về ví cho các bạn rồi nhá. Đấy, rất là uy tín. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái lịch sử mà mình đã rút thành công này. Mình sẽ ấn phần History. Rất là nhiều phần để các bạn có thể tham khảo. Cái phần History này là cái phần mà mình hướng dẫn. Đâu nhỉ? Đây cái phần của đây này, bên dưới này. Đây mình đã rút 5 đô này. Các bạn có thấy phần 5 đô của mình đâu? Hôm mình rút là ngày 4 tháng 5 và đến ngày 5 tháng 5 là tiền nó đã chuyển cho mình rồi. Trong vòng 24 giờ nhưng mà chưa đến 24 giờ là tiền nó đã chuyển vào tài vào ví cho mình rồi. Đấy rất là uy tín đối với con web này. Thì bạn nào mà chưa biết đến con web này thì hãy nhanh tay ấn vào đường link bên dưới phần mô tả nhá. Ngoài ra các bạn có thể đi mời bạn bè, các bạn có thể ấn vào phần Twitter này, đối tác ấy. Các bạn sẽ ấn vào đây để các bạn có thể copy cái đường link, sau đó các bạn sẽ đi chia sẻ để mời bạn bè. Đấy, các bạn có thể sao chép cho mình cái đường link ở đây rồi đi mời bạn bè thế thôi. Càng nhiều người đăng ký thì cái tốc độ đào của các bạn càng nhanh nhá. Thì ở đây các bạn có thể là chơi miễn phí, tái đầu tư đi, tái đầu tư lại. Hoặc là các bạn có thể là mua cái tốc độ đào, nạp USD vào. Ở đây thì các bạn chỉ cần nạp cho mình từ 5 đô trở lại thôi. Sau khi mà các bạn rút lại vốn ấy, thì các bạn có thể lấy cái số dư đó, các bạn có thể tái đầu tư thêm. Thì đây là một con web đào Bitcoin tự động, hoàn toàn là miễn phí. Ở đây thì các bạn cũng có thể đầu tư được nhá. Ở đây thì không bắt buộc các bạn phải đầu tư. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chơi miễn phí thì các bạn vẫn có thể rút được tiền. Đấy, không sao cả. Mình ở đây là mình đã chơi miễn phí và mình đã rút được của nó là 5 đô rồi. Thì ở con web này bạn nào không hiểu hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình. Mình sẽ hướng dẫn. Thì video của mình kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả bạn đã xem video của mình. Xin chào tất cả bạn nhé.